Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với một số ví dụ minh họa cho các cái vấn đề này, được chưa nhỉ? Đầu tiên là chúng ta sẽ làm một cái bài tập về lý thuyết trước, được chưa nhỉ? Chúng ta đọc kỹ đề bài nhá. Ôi, điều chế nhiều quá. Đây là một bài tập điều chế. Thông qua bài tập này không phải là chúng ta thấy bài tập lý thuyết mà chúng ta thấy nó không khó đâu. Mà cái bài tập này sẽ kiểm tra được ở các em rất là nhiều về các cái kiến thức này. Đó là phương trình hóa học, đó là tính chất hóa học, được chưa nhỉ? Đấy, nên là chúng ta cần phải rất chú ý ở những cái bài toán như thế này các em nhé. Rồi, chúng ta thử đọc nào. Bây giờ cho các cái chất như kia. Thứ nhất, đó là NaCl này, MnO2 này và CaOH 2 lần này. Các em có thấy các chất đấy quen không? Chắc chắn là thấy các chất đấy quen đúng không ạ? Đấy, bởi vì sao? Bởi vì ví dụ NaCl của chúng ta này, nó là một một gì ạ? Một chất vô cơ được sử dụng hàng ngày, đó là muối ăn, được chưa nhỉ? Thế còn lại thì MnO2 thì sao? À, MnO2 cũng là một chất xúc tác được sử dụng nhiều ở trong hóa học. Và canxi hydroxit thì sao nhỉ? Canxi hydroxit của chúng ta chính là nước vôi trong, được chưa nhỉ? Thì với các cái tính chất như vậy, với các chất như vậy thì bây giờ đề bài người ta lại cho tác dụng được tiếp với các dung dịch, ví dụ như là natri hydroxit này là sút ăn da, kali hydroxit cũng thế và H2S4 đặc, được chưa? H2S4 đặc được gọi là máu của ngành công nghiệp nặng, được chưa? Và từ các hóa chất trên hãy viết phương trình và điều chế được nước Javen. Chưa nhờ? Vậy bây giờ muốn điều chế được nước Javen thì chúng ta cần phải có cái gì? À, chúng ta cần phải có clo đúng không? Phải clo lấy ở đâu ra nhờ? À, clo phải lấy ở đâu? Là từ NaCl cộng H2S4 đặc rồi. Đúng nhờ? Vậy chúng ta có ví dụ 1 nhé. NaCl này. Có thể ở đây thầy xin lấy là nhỏ hơn 250 độ cho phương trình đỡ phải cân bằng đúng không? NaHNO4 này cộng HCl. Như này, được chưa? Đấy. Đấy. Đúng không ạ? Và sau đó bây giờ HCl của chúng ta làm gì tiếp nhỉ? HCl của chúng ta bây giờ cộng NO2 đúng không? Tạo thành gì? Tạo thành là MnCl2 cộng Cl2 cộng H2O như này, để xem nhờ, và chúng ta cân bằng thử xem nào. 4 đúng không? Và sau đó chúng ta bây giờ cho clo này cộng với NaOH đúng không? Tạo thành cái gì nhỉ? NaCl